các tình yêu, em ơi lại quay trở lại với tất cả tình yêu trong cái M66 tình yêu nhá. Nào nhanh chóng vào like cùng em để đến với mã M66 với bảng màu rất là đẹp, đó là màu xanh, màu vàng bò, màu đen và màu đỏ các tình yêu nha. Với thiết kế thì quá là sang chảnh với kiểu dáng nhẹ nhàng thanh tao. Đó là gì ạ? Phần thân áo là vần mờ bằng vải nhung nhá, và ống tay là bằng vải tơ lụa rất là đẹp và sang. Với phần dưới gấu váy là vảy nhẹ, đuôi cá cực kỳ sang chảnh. Em có thể tiến lại gần hơn một chút để các chị cùng xem. Đây ngắm cho em này, cực kỳ xinh xắn đúng không ạ? Đây với chất liệu vàng vải nhung tâm tí yêu nha. Ngắm cho em đằng sau này, tuyệt vời chị ạ. Ngày hôm nay tất cả những tình yêu là đang đón xem livestream của em và chia sẻ livestream này và gì ạ, theo dõi fanpage ở chế độ xem trước sẽ được mua chiếc váy nhung này với mức giá giảm giá từ gì ạ, 500.000 đồng xuống chỉ còn 260.000 đồng. 50 chị đầu tiên sẽ được trải nghiệm sản phẩm mới với mức giá là 260.000 đồng tình yêu nhá. Em ngắm đằng sau cho em này, rất là sang đúng không ạ? Đấy, ngắm cho em tuyệt vời chị ạ. Với chất liệu bằng vải nhung ở thân giữa và phần tơ bên cạnh, phần tay áo giúp cho chiếc váy sang chảnh hơn rất là nhiều. Với mức giá chỉ có 260.000, hãy để lại cú pháp đó là gì ạ? M66 kèm màu kèm số điện thoại để được mua với giá là 260.000 tình yêu nhá. Ok chị ạ, comment cho em đó là M66 kèm số điện thoại. Đừng chờ em hoặc đọc tên, bởi vì hiện tại em đang like trên rất là nhiều máy như thế này, không thể đọc được tên từng chị đâu. Nên yên tâm là M66 kèm số điện thoại là các tình yêu được chốt đơn rồi. Đây ngắm cho em này, 4 tông màu siêu đẹp này. Đây màu vàng bò rất là xinh nha, màu đen cực kỳ nổi bật này, đấy, và màu đỏ gì ạ, rất là tôn da, ngắm cho em xuất sắc chưa ạ. M66 kèm màu kèm số điện thoại. Và bây giờ em sẽ thử màu tiếp theo cho tất cả tình yêu luôn. Chúng ta sẽ đến ngay với tông màu đỏ tình yêu nhá. Ok tình yêu luôn này, đến ngay với tông màu đỏ này, các chị có thể ngắm xem là cái tông màu đỏ mặc lên dáng như thế nào. Đây là tông màu xanh, xanh than tình yêu nhá, với mức giá là 260.000 và em đủ size từ 40 cân cho đến 65 cân, đều có size vừa với mình. Còn màu đỏ mặc lên dáng như thế nào thì chờ em trong một phút thôi ạ. Chúng ta sẽ đến ngay với tông màu đỏ. Ok tình yêu luôn ạ, màu đỏ là cái màu thì mang cái phong cách rất là sang chảnh. Đấy, lịch lãm với mức giá chỉ có 260.000 thì các tình yêu có thể mặc thoải mái mà chúng ta không cần phải đắn đo về giá này. Với mức giá này thì các chị có thể mặc đi làm công sở, đi chơi, đi tiệc, đi hội họp, rất là xinh. Đây ngắm cho em tông màu đỏ tình yêu nha. Đấy, màu đỏ quá nổi bật luôn. Chị nào thích tông màu đỏ chuẩn bị lên đơn cho em, đó là M66 đỏ kèm số điện thoại nha. Ok tình yêu luôn này, với mức giá chỉ có 260.000. Đây ngắm cho em tông màu đỏ đi ạ, sang quá đúng không ạ? Đây tình yêu ơi, đỏ này. Đây các chị có thể nhìn đằng phần ngực này, được xếp ly rất là đẹp như thế này cơ mà. Ok chị ạ, đỏ tình yêu nhá. Ngắm tông của em tông đỏ này. Đó, với cái phần chân váy hơi vẩy nhẹ, đôi cá trong chiếc váy sang chảnh hơn rất là nhiều. Đây ngắm cho em, 260.000 đủ size từ 40 cân cho đến 65 cân nha. Nhung pha tơ rất là tuyệt vời, rất là xinh xắn đúng không ạ? Đó, ngắm kỹ cho em đi ạ, tuyệt đẹp chưa ạ, quá là xinh này. Em sẽ thử ngay cho các tình yêu sang một cái tông màu tiếp theo, để các chị có thể nắm một cái tông màu tiếp theo luôn. Sau đây chúng ta đến với tông màu đen tình yêu nhá. Đến ngay với tông màu đen để chúng ta xem là bảng màu này mặc màu nào đẹp và màu nào xinh tình yêu nhá. Đấy, nhanh chóng chia sẻ livestream và đặt hàng ngay cho em này. Em đang mặc tông màu đỏ, ngắm cho em tông màu đỏ đi ạ, sang chảnh hết cỡ chưa ạ? Đấy, sang chảnh hết cỡ chưa? Đến ngay với một cái tông màu tiếp theo ngay sau đây, đó là tông màu đen, để xem là màu đen mặc lên dáng như thế nào, bởi vì màu đỏ quá nổi bật rồi. Đấy, tiến lại gần hơn một chút các chị cùng xem này. Tất cả đều là nhung tâm tình yêu nhá. Nhung này là khá dày dặn, nó không mềm như những cái nhung thường. Đấy, nhung này nhung tâm, rất là sang, đấy, rất là sang, hoặc đi làm quá đẹp này. Nhận hàng được dở ra và kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, nên tình yêu yên tâm tuyệt đối chị ạ, em thử màu đen tình yêu nhá. Đến ngay với tông màu đen cho các chị luôn này. Màu đen là cái màu mà huyền bí nhé, sang chảnh và rất là đẹp tình yêu nhá. Màu đen thì luôn luôn mang giúp chúng ta một cái phong thái, đó là gì ạ? Sang, mi nhon, nhỏ gọn và đặc biệt là rất là che khuyết điểm tình yêu nha. Đây em thử màu đen ngay, em thử màu đen ngay sau đây. Tình yêu thích màu đen thì chuẩn bị lên đơn cho em, đó là gì ạ? Đen, M66 đen kèm số điện thoại tình yêu nhá. Ok, màu đen trông như thế nào chúng ta cùng nhìn ngay sau đây. Đến với màu đen cho em này, sang chảnh hết cỡ luôn. Trời ơi, xinh không tình yêu ơi? Đẹp duyên dáng chưa? Đây ngắm cho em này. Đó, đẹp duyên dáng chưa này? Đấy, đẹp quá. Ok chị ạ, đứng xa này các chị xem này. Đấy, các chị thấy cái vảy nhẹ đuôi cá nó đẹp không ạ? Quá là sang. Chia sẻ livestream cho em chưa tình yêu ơi? Chị Quỳnh Ngân này, ok, mua 2 váy trở lên được miễn phí ship. Một váy là 260.000. Đấy, hai váy được miễn phí ship cho em tình yêu nhá. Đấy, với chất liệu bằng vải nhung tâm pha với lụa, nên anh các chị có thể nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em.
nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, để đảm bảo là hàng chuẩn, hàng đẹp như trên line luôn tình yêu nha. Đấy, ngắm dáng cho em này, quá là xinh, quá là xinh đúng không tình yêu? Đấy, có thể ngắm thoải mái cho em đằng trước đằng sau. 260.000 một mức giá lại quá rẻ nữa, nên chúng ta có thể lựa chọn một cách dễ dàng đúng không ạ? Hai váy trở lên được miễn phí ship tình yêu nhá. Một cái form dáng này vẩy nhẹ đuôi cá rất là sang chảnh, hách dáng cực kỳ tốt luôn, trông rất là cao đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đến ngay một tông màu cuối cùng, đó là tông màu vàng bò, để xem là cái màu vàng bò này mặc lên dáng trông như thế nào tình yêu nhá. Đấy, nhanh chóng chia sẻ lại chị cho em nào. Đây em đứng cho các chị có thể ngắm này, ngắm kỹ giúp em này. Màu đen tình yêu nhá. Đấy, form dáng rất là gọn, phần ngực này được xếp ly này, cái phần cổ này pha tay tơ như này rất là xinh như này các bạn. Em sẽ thử ngay cho các tình yêu sang màu vàng bò để xem là màu vàng bò mặc lên dáng trông như thế nào tình yêu nha. Ok tình yêu luôn, đến ngay với tông màu vàng bò này, một cái tông màu rất là tây, hay em còn hay gọi đó là màu nâu tây ấy tình yêu ạ. Đó, cái màu này thì luôn luôn mang lại cảm giác cho chúng ta nó sang và nó không bị lỗi mốt tình yêu nhá. Và mức giá này là mức giá tại livestream đó, nên là tình yêu nào mà không mua thì rất là tiếc, bởi vì là chỉ duy nhất ngày hôm nay tại cái livestream này em hòa bán giá khuyến mại 260.000. Nhanh chóng tình yêu nha, em đủ size từ 40 cân cho đến 65 cân đều có size vừa với mình. Ok chưa này, đây ngắm cho em này, xinh xuất sắc luôn. Đó, rất là tây, nhanh chóng để chúng ta cùng ngắm nhìn toàn bộ bảng màu cho em đây, các chị có thể nhìn rõ không ạ? Đó, bảng màu của em có 4 tông màu siêu xinh, đỏ nổi bật, xanh than gì ạ, rất là sang chảnh. Và màu gì ạ, màu vàng bò rất là tây, ở màu đen thì quá là huyền bí luôn. Ok chị ạ, rồi để lại số điện thoại cho em nhé, 260.000 chị Lê Linh ơi. 260.000 các chị nhớ giúp em là em hoa đang livestream trực tiếp thì Lê là rất trên rất là nhiều máy như này, không trả lời được tất cả các thắc mắc của từng chị đó. Nên là các chị ơi, nếu các chị quan tâm đến sản phẩm này chỉ cần để lại cho em cú pháp đó là M66 kèm màu kèm số điện thoại, sẽ có nhân viên tư vấn cho các chị ngay qua phần tin nhắn tình yêu nhá. Và bây giờ em Hoa xin giới thiệu lại một lần nữa về bảng màu cho các chị cùng ngắm này. M66 của bên em có 3 tông màu, có tông màu đen, tông màu đỏ, tông màu gì ạ, tông màu xanh than và tông màu nâu bò. Rất đẹp, rất là xinh, với mức giá chỉ có 260.000, đủ size đủ số từ 40 cân cho đến 65 cân. Hãy để lại cú pháp cho em, với chất liệu bằng vải nhung ở pha tăm ở giữa và hai bên tay đó là gì ạ, vải von, vải tơ lụa, rất là xinh đẹp tình yêu nhá. Mức giá chỉ có 260.000, đủ size từ 40 cân cho đến 65 cân, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Bây giờ xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả tình yêu trong buổi livestream sau. Và tất cả tình yêu nha.